Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thực phẩm thuần chay hay còn gọi là vegan, không sử dụng thực phẩm có nguồn gốc động vật dưới bất cứ hình thức nào, trong vài năm trở lại đây đang trở thành một xu thế phổ biến. Lựa chọn thực phẩm thuần chay, chọn lối sống và cả thời trang thuần chay thậm chí đã trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Có mặt trong các cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm nay chính là minh chứng cho sự phổ biến của xu thế này. Hơn 250.000 người trên toàn thế giới đã hưởng ứng phong trào kêu gọi mang tên vegan. Đồng ý bỏ thịt và sữa ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày trong vòng một tháng. Thay vào đó, họ sẽ chỉ sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Đây không còn là một phong trào bị phản đối nữa, nó đã trở thành xu hướng đáng chú ý. Việc ngày càng có nhiều người đi theo xu hướng thuần chay với hàng loạt các cửa hàng dịch vụ startup mở ra để phục vụ nhu cầu đã biến vegan trở thành một thị trường đầy tiềm năng với trị giá ước tính lên tới hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Thật không thể tin được, nếu như vài năm trước bạn khó có thể tìm được những thực phẩm vegan thì nay bạn có thể dễ dàng tìm được các nhà hàng có lựa chọn thực đơn thuần chay. Với dự kiến giá trị của ngành dịch vụ phục vụ xu hướng thuần chay lên tới 7,5 tỷ đô la Mỹ đến năm 2025, chắc chắn các cơ sở kinh doanh ẩm thực khó lòng bỏ qua lĩnh vực kinh doanh béo bở này. Về mặt tài chính, chúng tôi đang thu lợi nhuận rất tốt. Doanh số của nhà hàng đã tăng 170%. Tôi đã có thể trả học phí năm đầu tiên đại học chỉ nhờ lợi nhuận từ kinh doanh thực phẩm thuần chay. Sở dĩ ngày càng có nhiều người theo xu hướng này bởi những lợi ích mà nó mang lại về sức khỏe, về những tác động tích cực tới môi trường và giúp bảo vệ động vật. Vegan, từ một xu hướng nhỏ lẻ, giờ đây đã trở thành một lối sống phổ biến. Triết lý của nó đã lan sang cả lĩnh vực làm đẹp và thời trang. Từ thủ đô London, Anh, cho đến thành phố Los Angeles sôi động, ngành công nghiệp mỹ phẩm thuần chay đang lớn mạnh với trị giá lên tới 13 tỷ đô la Mỹ. Tôi chọn làm tóc ở salon này vì tôi rất thích các sản phẩm organic, thân thiện với môi trường được sử dụng ở đây. Tôi đang cố gắng điều chỉnh cách tiêu tiền với những giá trị cá nhân, và đây là một điều rất quan trọng đối với tôi. Xu hướng thuần chay vegan thậm chí còn trở thành một đề tài trong chương trình nghị sự tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm nay. Vegan được nhận định là sự lựa chọn hoàn hảo để thay đổi thói quen ăn uống của con người, từ đó giúp giảm lượng khí thải carbon trong ngành công nghiệp chăn nuôi. Nhắc đến xu hướng ăn chay, không thể không nhắc đến Israel, nơi được mệnh danh là thủ đô thuần chay của thế giới. Tại đây đang chứng kiến sự phát triển bùng nổ của các nhà hàng, ngành kinh doanh dịch vụ, phục vụ cho lối sống và chủ nghĩa thuần chay. Hầu hết các nhà hàng ở quốc gia này đều có kèm thực đơn, gồm các món thuần chay. Theo các khảo sát gần đây, 5% dân số Israel tự gọi mình là các tín đồ ăn chay. Tính theo bình quân đầu người, Israel đang dẫn đầu thế giới khi đề cập đến việc tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Nhằm kêu gọi mọi người ngừng tiêu thụ các sản phẩm từ động vật, một cuộc diễu hành quy mô lớn đã được tổ chức tại thủ đô Tel Aviv. Năm ngoái, chúng tôi đã tổ chức một cuộc diễu hành vì quyền lợi động vật lớn nhất thế giới. Chúng tôi có khoảng 30.000 người diễu hành trên đường phố. Những người ăn chay không tiêu thụ sản phẩm có nguồn gốc hay chiết xuất từ động vật. Ngoài ra, họ cũng không sử dụng mỹ phẩm, quần áo hay các sản phẩm khác làm từ da và lông động vật như gối hay thắt lưng. Theo họ, ngành công nghiệp sữa và thịt động vật sản xuất ra nhiều khí thải độc hại hơn cả lĩnh vực giao thông. Các nhà hoạt động thuần chay đang vận động các chính phủ thực hiện những cải cách hữu ích về vấn đề này. Các quốc gia cần hạn chế hoặc áp mức thuế cao đối với các ngành sản xuất, sản phẩm từ động vật, bởi những ngành này để lại gánh nặng lớn cho môi trường. Họ chẳng có mấy lựa chọn nào khác, nếu không, các quốc gia sẽ nhanh chóng rơi vào vòng hủy diệt. Có thể nói, Israel đang đi trước thời đại. Tại quốc gia này, thật khó có thể tìm thấy một nhà hàng mà thực đơn lại không bao gồm các món thuần chay. Chúng tôi có đậu nành và hai loại nấm trong món shawarma. Hương vị của nó về cơ bản cũng tương tự như món shawarma thông thường. Các nhà hoạt động cũng thiết lập một trải nghiệm ảo cho những người tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc động vật để nâng cao nhận thức. Những người tham gia sẽ chọn một món bất kỳ trên thực đơn ảo như thịt bò. Sau đó, họ sẽ được trải nghiệm cảm giác tại một nhà máy chế biến thịt, nhưng là dưới góc nhìn của một chú bò. Ăn chay đang dần trở thành xu hướng ẩm thực trong cuộc sống hiện đại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại cuộc thi vô địch đầu bếp bánh ngọt thế giới tại Lyon, Pháp vừa diễn ra vào ngày 28 tháng 1 vừa qua, chủ đề thuần chay đã một lần nữa trở thành tâm điểm khi mà đề bài là tạo ra những món tráng miệng độc đáo từ 100% các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật. Các thí sinh tham dự giải vô địch bánh ngọt thế giới World Pastry Cup năm nay tại lễ hội ẩm thực quốc tế Lyon phải đối mặt với một đề thi chưa từng có tiền lệ. Đó là tạo ra các món tráng miệng đặc trưng phong cách Pháp
nhưng không được sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật. Nói cách khác, các món tráng miệng phải vừa thuần chay vừa ngon miệng. Giải vô địch đầu bếp làm bánh ngọt thế giới là cuộc thi đòi hỏi tính sáng tạo, bắt kịp các xu hướng. Món tráng miệng thuần chay rất phù hợp với tiêu chí này, đó là con đường chưa có ai khám phá. Các thí sinh có 10 tiếng để chuẩn bị các món tráng miệng với nguyên liệu từ sô-cô-la, mật ong, các loại hoa quả ướp lạnh. Ngoài ra, các đội còn phải tạo ra 3 tác phẩm điêu khắc nghệ thuật từ sô-cô-la, đường và kem. Đội thi đến từ Malaysia đã vượt qua thử thách, giành chiến thắng với tác phẩm tạo hình một chú khỉ ăn mặc như Elvis. Xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Nhật Bản và Italia. Tất cả các quốc gia tham dự vòng chung kết đều rất chuyên nghiệp. Cuộc thi đương nhiên phải có người thắng kẻ thua, nhưng điều thú vị là nó mang lại những xu hướng mới và trên hết là ngành công nghiệp bánh ngọt cần phải phát triển. Mặc dù thuần chay không phải là một xu hướng mới, nó bắt đầu nở rộ trong vài năm trở lại đây, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận khái niệm này. Ngay cả ban giám khảo của cuộc thi cũng phải thừa nhận, các món tráng miệng thuần chay thường chỉ có vị ngọt của đường, thiếu mất vị béo ngậy của bơ sữa, vốn là thứ hấp dẫn khẩu vị nhất. Xu hướng này đòi hỏi các đầu bếp phải nghiên cứu rất nhiều để cho ra đời các món tráng miệng thuần chay với các loại trái cây, các loại hạt, quả phỉ, quả hồ đào. Các đầu bếp dùng đậu xanh để tạo ra những thứ gần giống với lòng trắng trứng gà. Họ đã rất sáng tạo với đủ thủ thuật để có thể làm ra những món tráng miệng rất ngon này. Mặc dù các món bánh có nguyên liệu nhiều rau và củ, vốn được ưa chuộng ở châu Á, thế nhưng những món thuần chay kiểu này hiện chỉ thịnh hành ở Pháp và một số quốc gia phương Tây. Những gì đang diễn ra cho thấy, vegan, xu hướng thuần chay đang trở thành một tiêu chuẩn của cuộc sống hiện đại và ngày càng có nhiều người chuyển sang ăn chay như một cách để bảo vệ sức khỏe bản thân, cũng như để bảo vệ môi trường. Ăn chay ngày nay không còn giới hạn trong tôn giáo hay với những người giảm béo chữa bệnh nữa mà đã trở thành xu hướng ẩm thực thời thượng trong cuộc sống hiện đại. Giới trẻ như thường lệ luôn dẫn đầu những xu hướng mới và có một thực tế là số người trẻ chuyển sang ăn chay, từ chối tất cả các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật đang ngày một tăng lên. Thưa quý vị và các bạn, khi mà tình trạng ô nhiễm môi trường với nguyên nhân chủ yếu đến từ rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp vẫn tiếp tục là vấn nạn nhức nhối đối với hầu hết mọi quốc gia trên thế giới, thì các biện pháp giúp giảm thiểu gánh nặng lên môi trường, dẫu có giản đơn đến đâu, đều vô cùng quý giá. Cũng bởi luôn đau đáu với mong muốn giúp đỡ mẹ thiên nhiên mà một bà mẹ 30 tuổi sống tại tỉnh Tây Java, Indonesia đã kiên trì theo đuổi lối sống không rác thải suốt nhiều năm nay. Dina Rami vừa chuẩn bị xong bữa trưa cùng những nguyên liệu đơn giản. Thay vì bỏ đồ thừa vào túi ni lông để vứt đi như những người khác, cô lại đem chúng đổ vào chiếc hố sau nhà. Rami theo đuổi lối sống không rác thải đã 3 năm nay. Mục tiêu của cô là không thải bất cứ loại rác nào ra bãi chôn lấp rác, các lò đốt rác và đại dương. Bà mẹ 30 tuổi này hy vọng có thể truyền cảm hứng cho các cộng đồng lân cận về một lối sống thân thiện với môi trường, cũng là phần nào giảm bớt gánh nặng ô nhiễm cho Indonesia. Bên cạnh đó, Rami còn tự sản xuất chất tẩy rửa và xà phòng hữu cơ thủ công. Khi sử dụng những sản phẩm tự làm này, chúng tôi không phải cảm thấy có lỗi với môi trường nữa. Trong khi nếu dùng hóa chất thông thường, chúng tôi sẽ gián tiếp gây ô nhiễm nguồn nước. Khi đi chợ, gia đình cô cũng thường mang theo các loại hộp và túi có thể tái sử dụng để đựng hàng hóa mua sắm. Chúng ta chỉ có một trái đất, thế nhưng con người lại khai thác hành tinh này quá mức. Chúng ta cần sống chậm lại và quay về với lối sống gần gũi với thiên nhiên. Như vậy, chúng ta sẽ ngừng hủy hoại và làm tổn thương mẹ thiên nhiên. Lối sống không rác thải này vẫn còn là khái niệm khá mới mẻ với cộng đồng địa phương nơi Rami sinh sống. Những người vốn có thói quen sử dụng túi ni lông khi mua bất cứ thứ gì. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy không dùng túi ni lông. Tôi nghĩ nhờ thế mình cũng có thể tiết kiệm đôi chút. Tuy vậy, lối sống không rác thải của Rami đang dần thu hút được nhiều sự chú ý tại Indonesia. Lối sống này đang nhanh chóng lan tỏa trên các diễn đàn và qua các ứng dụng chat. Nó đã truyền cảm hứng cho anh Adi Asmawan, người vừa mở quán cà phê đầu tiên không sử dụng bao bì đóng hộp tại Bintaro, gần thủ đô Jakarta. Chúng tôi muốn đóng góp công sức vào việc giảm thiểu hoặc giải quyết các vấn đề về rác thải. Chúng tôi cũng muốn phối hợp với các tổ chức hoặc cộng đồng để nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề này. Lối sống không rác thải như của Rami đang rất cần được nhân rộng nhằm giảm thiểu các tác động của con người lên môi trường.
Nếu tại Indonesia, Rami chỉ là một trường hợp đơn lẻ tiêu biểu, thì nếp sống không rác thải lại là mục tiêu mà cả thị trấn Kamikatsu phía tây nam Nhật Bản hướng đến. Tại đây, rác thải đều được phân loại, tái chế hoặc tái sử dụng theo một quy trình vô cùng chặt chẽ. Đối với phần đông chúng ta, chỉ nội việc phân loại rác hữu cơ và vô cơ thôi đã đủ mệt. Thì khi tận mắt chứng kiến quy trình phân loại rác của người dân thị trấn Kamikatsu, hẳn không ít người sẽ cảm thấy choáng váng. Có tổng cộng hơn 20 hạng mục phân loại rác thải, chi tiết đến từng ly từng tí. Trong đó, kim loại được phân loại thành 5 nhóm, nhựa thành 6 nhóm và giấy thành 9 nhóm. Đơn cử, chỉ là một chiếc chai nhựa thế này, công đoạn cũng đã bao gồm loại bỏ giấy bọc ngoài, tháo nắp chai và cuối cùng là rửa sạch chai. Chúng tôi đã khó quen với việc phân loại chi tiết rác thải rồi, nên nếu một ngày nào đó không phải làm nữa, chúng tôi sẽ cảm thấy rất kỳ quặc. Năm 2003, chính quyền Kamikatsu bắt đầu triển khai chương trình sống không rác thải. Trước đó, giới chức Kamikatsu thường tiêu hủy rác bằng cách đốt, nhưng rồi họ nhận thức được tác hại nghiêm trọng của việc đó đến môi trường khi thải ra một lượng lớn khí nhà kính và chất độc có thể hủy hoại nguồn cung thực phẩm. Cũng phải mất một thời gian để người dân địa phương làm quen với công việc phân loại tỉ mỉ này, bao gồm rửa sạch, phân loại và cuối cùng là mang rác tới địa điểm thu gom tập trung của làng. Không rác thải, nay còn trở thành một thương hiệu, thị trấn có cả một cửa hàng chuyên biệt, nơi mọi người có thể để lại quần áo hay đồ dùng mà họ không còn cần đến, để trao đổi với những hàng hóa mà người khác cũng đã để lại. Bên cạnh đó, quy trình phân loại rác hiện tại đã giúp thị trấn tiết kiệm đáng kể chi phí so với việc đốt rác như trước đây. Trước đây, khi chưa áp dụng quy trình phân loại như hiện tại, chi phí xử lý rác rất tốn kém. Bây giờ, chúng tôi có thể cắt giảm chi phí này đến 3 lần. Đến nay, 80% số lượng rác thải của cả thị trấn đã được tái chế, tái sử dụng hoặc phân hủy. Đến năm 2020, Kamikatsu hy vọng có thể trở thành thị trấn 0% rác thải. Ngoài lối sống không rác thải, có một nếp sinh hoạt cũng đang chiếm được cảm tình của đông đảo người dân tại các quốc gia châu Âu, đó là sống xanh, sống sạch. Gia đình của Karin sống tại Đức là một ví dụ. Kể từ khi bắt đầu tham gia dự án sống xanh do Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam khởi xướng, gia đình Karin đã luôn giữ vững mục tiêu là hạn chế lượng khí phát thải nhà kính trong sinh hoạt hết mức có thể. Cũng giống như thường lệ, Karin Bees cùng chồng và ba cô con gái bắt đầu ngày mới với bữa sáng giàu dinh dưỡng. Mặc dù mỗi thành viên đều có nhiệm vụ riêng, nhưng họ đều tham gia vào một thí nghiệm đặc biệt. Họ là một trong 90 hộ gia đình cố gắng đạt mục tiêu giảm 40% lượng khí thải sinh hoạt trong vòng một năm. Dự án do Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam khởi xướng. Dù mưa hay nắng, phương tiện duy nhất mà vợ chồng Karin Bees sử dụng để đi làm và đưa các con đến trường đều là xe đạp. Bởi theo họ, các phương tiện khác đều phát thải lượng khí nhà kính quá lớn. Sau giờ học, ba cô con gái của Karin lại giúp mẹ trồng trọt hoặc thu hoạch rau củ trong vườn khi đến mùa. Khu vườn tuy nhỏ nhưng có đủ loại rau củ như rau chân vịt, cà rốt, củ cải và một số loại thảo mộc khác. Ngoài việc giảm bớt lượng khí thải carbon, việc làm vườn cũng giúp nâng cao nhận thức của bọn trẻ rằng thực phẩm sạch hoàn toàn có thể tự trồng một cách dễ dàng. Không cần phải tốn chi phí giao hàng, chúng tôi sẽ tự mang rau củ vào nhà bếp, vì không cần vận chuyển nên sẽ không để lại khí thải nhà kính. Mặc dù vậy, họ cũng không thể tự cung tự cấp mọi thứ, việc đến mua sắm tại các cửa hàng vẫn là điều cần thiết. Gia đình Karin cố gắng tìm kiếm sự cân bằng khi đi mua sắm. Mặc dù ưu tiên mặt hàng sản xuất trong nước, nhưng đồ nhập khẩu vẫn là lựa chọn phù hợp với cả nhà nếu có xuất xứ rõ ràng. Gia đình Karin ăn chay bởi họ biết 1 kg thịt bò tương đương với 12 kg khí thải carbon dioxide. Họ thường sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thực vật để bổ sung đạm, bởi việc sản xuất chúng thân thiện với môi trường hơn. Họ cũng chỉ tiêu thụ nguyên liệu hữu cơ để hạn chế hóa chất tối đa. Cứ vào cuối tuần, Karin và chồng sẽ cùng tính toán tổng lượng khí phát thải hàng tuần của cả gia đình. Theo những số liệu này, nếu họ tiếp tục cách sống như hiện giờ, họ sẽ vượt qua được mục tiêu ban đầu và có thể giảm tới 56% lượng khí thải sinh hoạt. Trong bối cảnh lượng khí phát thải toàn cầu đang ngày một tăng nhanh, khiến nguy cơ trái đất trở thành một nhà kính khổng lồ trong vài chục năm nữa đang dần trở nên hữu hình, những nếp sống xanh, sạch như trường hợp của Rami, Karin hay người dân thị trấn Kamikatsu
càng nên được khuyến khích và nhân rộng. Mặc dù những tác động tàn phá của con người tới mẹ thiên nhiên là không thể đảo ngược, nhưng cũng chính con người nắm giữ chìa khóa để giải cứu môi trường và cũng là giải cứu chính chúng ta. Đến đây, thời lượng của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.